Thưa quý khán giả, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 và cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, Cần Thơ còn đặc biệt quan tâm chỉ đạo tiêm trong cán bộ công chức viên chức trên địa bàn nhằm góp phần phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả hơn. Trung tâm Phát triển Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ có 24 cán bộ viên chức và 3 nhân viên hợp đồng. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã có 25 người tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Hai người còn lại do vừa qua bị nhiễm COVID nên chưa đủ thời hạn để tiêm theo quy định. Tôi cũng cảm thấy là phấn khởi khi mà đã hoàn thành tiêm cái mũi 4 vaccine phòng COVID-19 theo quy định rồi. Thì cái việc tiêm phòng này á, thì nó trước hết là nó giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân của mình, cho gia đình, cho tập thể cơ quan cũng như đóng góp cho cái việc ngăn ngừa COVID trong xã hội. Chúng tôi đã quán triệt nội bộ Trung tâm Phát triển Du lịch để tiêm đảm bảo mũi 3, mũi 4 đạt 100% để nhằm đó là phát triển du lịch của Cần Thơ một cách bền vững trong thời gian tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ có 11 đơn vị trực thuộc với trên 300 cán bộ công chức viên chức. Theo lãnh đạo đơn vị, hiện đã có 92% cán bộ công chức viên chức tiêm mũi 3 và hơn 50% tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Bản thân là làm ở vị trí một cửa của Sở Nông nghiệp, cho nên cũng thấy là việc tiêm vaccine là rất là cần thiết. Thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình, thứ hai là cũng để đảm bảo sức khỏe cho người dân đến để mà làm thủ tục. Đang triển khai cái đợt cao điểm vào cuối tháng 8 này để đó là nâng cái tỷ lệ tiêm chủng vaccine lên. Còn lại các cái đối tượng mà chưa đủ điều kiện tiêm mũi 4 thì chúng tôi sẽ theo dõi, đôn đốc nhắc nhở khi đủ điều kiện sẽ tiến hành tiêm mũi 4 theo cái chủ trương của Ban chỉ đạo thành phố và Ủy ban nhân thành phố. Thành phố Cần Thơ hiện có trên 26.000 cán bộ công chức viên chức, trong đó cấp thành phố có 9.668 người, cấp quận huyện có 15.065 người, còn lại là các đơn vị sự nghiệp. Tính đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 đối với cán bộ công chức viên chức trên toàn địa bàn đạt 90,4%, mũi 4 đạt 67%. Các cơ quan ban ngành của thành phố đó thì phải tập trung là chỉ đạo cho lãnh đạo các cơ quan ban ngành rà soát lại hết và đồng thời phải làm gương trong quá trình là tuyên truyền, vận động đối với cán bộ của mình và đồng thời phải có cái hình thức kiểm điểm khi là không chấp hành cái vấn đề tiêm chủng. Hiện thành phố Cần Thơ đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với từng sở ngành đơn vị nhằm tăng cao hơn nữa tỷ lệ tiêm mũi 4 trong cán bộ công chức viên chức trên địa bàn, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, góp phần cùng với cả nước ngăn ngừa, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, giúp kinh tế nhanh chóng phục hồi và phát triển ổn định.